Xin chào các bác và anh em, anh Nguyễn Đăng test trâm của gặp loa đến từ thương hiệu JBL. Một dòng loa 4 số, một điện là 465, sử dụng một bát 40 và tem kè. Thì với dòng loa này, dòng loa siêu nước với nhá, mới tinh, để thành lý ở những phòng hát bên Tây về. Thơm lức, vàng cháy, vàng xanh miếc. Và nghe thấy tiếng nó vẩy lanh canh, lách tách, chát chát, xì xì, ấp ỉnh, mềm mại và ngọt ngào. Quá đẹp, đồng hòa mỹ xịn. Duyên kiếp đời em thôi đã lỡ là tiếng đời muôn kiếp em mang. Bên cạnh đó là JBL 525 anh nhé, tận Mỹ lỏi hết. Nó nghe giọng loa Mỹ nó phê không? Tiếng nó ngọt, nó đi vào lòng người, nó đi vào tai của những người đam mê âm thanh. Sao em đành bỏ, em vội quên lời mẹ cha, chạy theo khúc ngọc lùa là. Quá hay mà nhá. Thì đây là những đôi loa đến từ Mỹ và do Mỹ xuất, một dòng loa 4 số đời cực cao mà nhá, cực cao. Thì đôi loa này nó có thiết kế rất là đẹp mà nhá, nó là một hình chữ nhật, thùng gỗ bọc da mà da nó là da em bé rồi, rất là đẹp. Đặc biệt đôi loa này nó kê kích trong những không gian phòng khách ấy, mà nó kiểu tính chất mà nó nhà biệt thự ấy, nhà vườn ấy, nó đẹp và trông nó đẹp lắm, nó nổi bật lắm, trông nó xinh xắn mà nó gọn gàng. Dòng loa đúng là Mỹ thật ạ. Tây là nó khác đúng không? Vuông vắn này, sắc nét. Sử dụng một tép kèn từ 14 họng 44.4 là một trong những dòng tép nổi tiếng của Mỹ. Nó đưa ra một chất âm thanh có sạch và giải lời rộng, trường âm rộng vào nhá, tép kèn mới đét. Và một chiếc bát 40 từ xấp xỉ 20 họng 76 mà còn xanh mét này. Đấy, mà nhìn cái màng nó đánh giá luôn được cái chất lượng của loa rồi. Gần như rất ít hoạt động. Đây nhá, những cái đôi loa được thanh lý từ phòng hát bên Tây nhá, phòng nghe nhạc ấy, phòng nghe phòng trà đấy. Và bác nhìn bông đi âm nó còn mới như này mà. Khi mở gần ấy, bác ngồi gần thì nó có mùi thơm lức lả luôn. Bởi vì nó sử dụng là lỗ thông khí về trước, khi bát đánh nó ép áp suất bay ra đây. Thơm lắm nhá. Một dòng loa có thể nói là rất nhiều anh em muốn sở hữu, và dòng loa hiếm ở Việt Nam nhé, không nhiều nhé. 4655 đấy, dòng loa nó quá chất, dòng loa Tây. Đây là bộ đôi, thì bên cạnh đó em về được rất nhiều nhé, rất nhiều, khoảng chục đôi loa Mỹ xịn đấy, xếp gọn gàng và này, ngăn nắp thẳng tắp. Với không gian các bác chơi ấy, nếu bác mà muốn nghe nhạc chuyên nghiệp và muốn hát karaoke hay ấy, thì những đôi loa này nó là một trong những cái đồ chơi cho các bác phù hợp. Những người khó tính nhất, những người dễ tính nhất đều hay chơi đôi loa này, bởi chất âm nó quá hay rồi nhá. Tiếng bát nó lực giải trung ngọt, tép sáng đấy, mình nhìn này, những đôi loa. Và mời các bác nghe lại lần nữa cặp loa 4655 nó thể hiện, thì đang ghép với cụ đẩy của Mỹ, số top 4 kênh, đang đánh 2 kênh luôn nhá. Đấy, với bộ ngoài này thì các bác ghép vào tất cả dòng loa Mỹ trên thế giới được hết mọi người. Đời không ngoài còn sạch, lang thang từng đêm qua từng lối mòn, tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang, hoa đêm giờ đã heo. Nghe tiếng tách 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 chát chát ấy, rất sướng. Mình nghe phê. Tháng ngày mà thắm bát môi son, nay em bước lạc đêm hoang, hoa đêm giờ đã heo mòn. Báo giá bác nhá, đôi này có giá là 27 triệu bao ship trong thời kỳ Covid này. Các bác chơi loa Mỹ, bác có nhu cầu về những bộ hát như này thì anh Nguyễn sẽ đáp cho bác nhá. Rất hay, hát hay, nghe nhạc đẳng cấp luôn, hay lắm.